Để coi hôm nay mày chạy đi đâu cho thoát. Hai đá nói tụi bay tiếp tục tới gặp tao phải không? Thằng chó, mày lấy tư cách gì để gặp đại ca tao? Tụi bay về nói lại với hai đá, nếu ông ta còn tiếp tục cho người tới quán bar phá nữa, đừng có trách tao. Còn bây giờ đánh được, tao có việc phải đi rồi. Mày chú ơi, dừng xe lại, chú trước có đánh tao. Dừng xe lại đi chú. Nè, dừng lại. Mày là con nào? Tại sao lại xen vào chuyện của tụi tao? Mấy anh không cần biết, tôi rất ghét những kẻ ỷ mạnh mà hiếp yếu. Tụi bay, nó có đồng minh rồi, rút. Tao mày, nhớ mặt tao cho mày. Mày đó, mày, mày. Anh có sao không? À, tôi anh sao Điếm. Tại Hà Nội có thể xem truyền hình Vĩnh Long 1 trên hệ thống cáp analog của VTV cáp tại vị trí kênh số 8. Đặc biệt, khán giả cả nước có thể xem truyền hình Vĩnh Long HD độ nét cao trên VTV cáp, SCTV, HTVC, truyền hình số mặt đất và truyền hình số vệ tinh.